Trời, mới nghe khen con xong giờ chuyển qua khen nó buồn ghê vậy á. Vừa định định bán sầu riêng kế bên mà nghe bên khen bên kia ngon hơn buồn quá. Kế bài gì? Trời ơi, mưa từ tối hôm qua cả nhà ơi. Chúc Dương Florida xin chào cả nhà. Dạo này về mấy bữa nay, thứ 3 giờ sáng, 4 giờ sáng, 6 giờ sáng là thức giấc rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên là mưa từ tối hôm qua tới giờ. Ô nhà hàng xóm kế bên có cây khế quá trời trái cả nhà. Cái cây sung từ bên nhà em mà cây khế bên nhà bên đây trồng cũng mười mấy năm rồi, quá trời. Bữa nay bên Việt Nam bão đâu, qua hôm nay mưa quá trời, nhìn với những sớm vắng que nghe tiếng chim không. Hôm nay nên hôm nay không được đi đâu hết, đi bộ qua phía bên đó mua hủ tiếu gần nhà ăn. Cái này đừng ngó giúp em nha, đầu hiệu giúp Lào đó. Đi ra đường mà quên mang đi giúp trong nhà luôn, dữ không cả nhà. Đây là đường Nguyễn Chí Thanh, quận 5 à. Báo phụ tùng xe máy à. Vô, vô, vô. Come here, come here. Vô, 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 vô. Đây là khu đường tới chạy dứt dép dứt dép 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 hiệu dép hiệu quá rớt dép quá lụm lại. Ở đây là quyện đường Nguyễn Chí Thạch nè cả nhà. Chỗ này là bán phụ tùng xe, đồ điện tử, cũng gần gần ở bên đường Trần Thuận Kiều La Sa, với bán phụ tùng xe rồi bán mấy cái tượng Phật á của người Hoa vòng vòng đây. Từ đây quẹo trái là qua Nguyễn Chí Thanh, mà quẹo phải thì qua đường 32. Đường này là đường cuối đường của đường Nguyễn Chí Thanh này. Đó, đây là đường Hùng Vương, bên đó là chùa Nam Phổ Đà cả nhà. Đường Hùng Vương này nhiều chùa lắm. Nếu mình đi thẳng đường Hùng Vương về bến xe miền Tây á, Phú Lâm á, thì mình đi lên cầu Dược nè. Còn phía dưới cầu Dược thì mình rẽ qua Bình Phụng, 3 tháng 2. Giờ Việt Nam làm thêm mấy cái cầu Dược nhiều lắm để cho khỏi ùn tắc xe. Đó, phía dưới là đường 3 tháng 2 cả nhà. Nhà sách Nguyễn Văn Cừ. Đây là chùa Tiền Lâm, coi như là có cái con đường trên đường An Dương Vương quận 6 này là nhiều chùa luôn cả nhà. Tới rằm, rằm là đi chùa, quá trời chùa để đi luôn, đi có thể lên mấy chục cảnh luôn ha. Ồ, cây kế quá trời trái luôn. Rồi, chúc Dương Florida xin chào cả nhà. Giờ này chiều vợ chồng em đi mua đồ ăn mà ngặt nổi chiếc xe nhỏ quá không thể chở thêm đứa con gái. Bà chị thì chưa đi làm về nên không có đủ xe để chở bốn người, tống bốn không được, bỏ con gái lại thấy cưng. Tội nghiệp, bà muốn đi chơi buổi tối, giờ phải đi kiếm chỗ nào gần đây mua, không thể review món ăn được rồi. Đây là đường Hậu Giang, bên có bên đối diện bên kia có heo quay Lạng Sơn 4 kìa, chi nhánh 4 rồi cả nhà. Còn phía bên đây đường ngay đường hẻm, chỗ này có chỗ xe hủ tiếu người Hoa chắc cũng mấy chục năm rồi. Lần nào về vợ chồng cũng thấy chạy ra đây ăn, tại hủ tiếu mà nói theo kiểu người Hoa thì đa số hủ tiếu sẽ có bỏ lá quế, cái mùi vị nó ăn ấy lắm cả nhà. Phút dưới là ngã tư đường Nguyễn Văn Luôn á với Hậu Giang. Nó tính ra cái vòng vòng món ăn quận 6 với quận 8 ở đây cũng nhiều đồ ăn lắm nha. À, ăn nhiều quá, sáng ăn hủ tiếu nên chiều ăn ngán đi kiếm Hoành Thánh với xỉu cảo ăn, mà chiếc xe này nhỏ quá tống bốn không được, gái nó đòi theo thì bốn người leo lên chiếc xe này không được đó, nên bây giờ chỉ chở con đi thôi, cũng phải mua đồ to go mang về.
chứ không thôi là định chạy ra đường Nguyễn Chi Thanh ăn để ăn ăn xỉu cảo ở ngoài rồi đó, hai cha con vậy thôi là ngồi hết chiếc xe rồi đó cả nhà, thấy không? Bọn em nó ra cái bi đông luôn, ra bi đông sắt đó luôn, nên đâu tống bốn được đâu mà đi ăn quán, còn là đa số mua về không. Xương cực nước lèo hả? Hôm bữa em thèm cháo lòng mà em search lên mạng coi vòng vòng ở đường Hậu Giang quận 6 này có cháo lòng không, à ngạt nổi em không tin cái con nhỏ Google Maps luôn á, nó chỉ bản đồ gì mà như dịch vậy đó, không bao giờ mà chỉ đến đúng chỗ em search lên cái chỗ này nè cả nhà, bán cháo lòng mà dẫn em đi đâu múc chỉ cà tha luôn. Giờ vô tình bữa nay quần lại quán quen mua hủ tiếu với quay bên cái heo quay Lạng Sơn chi nhánh 4 mới thấy ra cái quán cháo lòng hả. Mốt nữa mốt đi chơi nhờ chị Google dịch, không biết chị Google đưa tới đâu nữa. Sáng ăn hủ tiếu, chiều ăn vành ánh, phải mà ra được Nguyễn Trãi với Nguyễn Chi Thanh là em ăn xỉu cảo ngoài rồi. Trời ơi, chiều mấy bữa nay, hôm qua hôm nay ở Sài Gòn mưa quá trời mưa, cả nhà ơi, đi mua đồ ăn cũng hơi khó, đi chơi nữa. Bây giờ đứng gai góc mua khoai tây lóc sấy. Khoai tây chiên lóc sấy. Nhiêu cây anh? 15.000 một cây. Đó à, tẩm với bột chiên. Chiên xong rồi cho xuống phô mai. Món ăn giặt Sài Gòn. Chiên xong rồi cho phô mai lên. Bên đây ấy bột, ấy bột xong rồi máy chiên. Sài Gòn tắm mưa đã luôn. Bánh mì Bình Phú. Chiều là mưa quá trời. 20 một ổ. Quá trời mưa quá trời lớn. Okay. Ok, thank you cả nhà đã xem hết clip của em. Hôm nay clip rất là ngắn là tại vì trời quá mưa cả nhà ơi, không biết đi đâu ban đêm luôn á. Lại thiếu xe nữa coi nè. Ống ba giờ ướt chùm bẹp luôn. Hi, say bye. Bye. Chúc Dư Phora xin chào cả nhà. Hôm qua mưa quá, vợ chồng em không có ra đường quay được bao nhiêu hết, nên hôm nay buổi sáng ngày mới quay thêm một số chỗ ăn uống dạo vòng quanh thành phố, quay cho cả nhà cùng xem cuộc sống mỗi ngày của bà con Việt Nam nha cả nhà. Đây là chợ sáng bán đồ ăn sáng ở Bình Tiên. Hôm nay đổi món mới ăn bún mắm. Ôi trời ơi, chúng nó quánh lộn như kìa, nó giỡn nhau kẹo mèo ai nuôi nè. Dạ không rồi. Nó ở đây mình đó hả? Bữa đời. Quá trời quá đất. Trời ơi, hai anh em nó giỡn nhau. Bún mắm gì năm 45 đồng đến 50 đồng một tô, giá bình dân.
đủ thứ món ăn chơi buổi sáng hết rồi. Đây, nhà em là cả nhà biết rồi đó, sáng thức dậy là không được sớm nên em với má em đi chợ sớm mua đồ về, cứ ai thức dậy thì hâm lợi cho ăn. Đây là cái tô bún mắm, phần bún mắm hồi nãy em quay ở dưới chợ Bình Tiên nè. À, mua mọi đứa món, còn em là đó giờ bình dân lắm, thích ăn bánh mì, mua ổ bánh mì ăn là xong rồi với ly cà phê. Tô bún mắm này giá 45.000 cả nhà, giá bình dân mà ngon ha. Xoài à, xoài Thái 40.000 một ký. Còn ông bán sầu riêng, đáng lẽ em mua mỗi ngày mà biết sao mua lần buôn bay bán đắt quá, sao 3 ngày nay quay lại không có ông bán sầu riêng luôn. Mua sao mở hàng sao mà ổng mừng quá, ổng hết bán rồi. Ok, bây giờ em kêu tài xế chạy bằng cơm chở đi mua sầu riêng chỗ khác, vì hai ông chú kia bán quảng cáo quá, sao mua xong hết cái bán luôn rồi cả nhà. Giờ đi kiếm chỗ khác vòng vòng sớm mua. Đi nè, đúng rồi. Mấy khoảng đất trống của công viên nè. Còn cái người dân họ xây lên cái họ làm của riêng luôn à. Họ chiếm dụng đất công viên nè cả nhà thấy không? Sao nói được, đây là cái xóm, khu xóm nhà em. Chợ Mỹ Thuận. Cầu Mỹ Thuận. Đó, hai bên lề đường người ta bán dọc chân cầu luôn buổi sáng. Cá tươi nhảy đơm đớp luôn. Trái cây bao la, rau củ quả bao la. Mà tiền thì bao dây. Đấy, đối với bà con ở bển về thì mình ăn đồ ăn tươi với đầy đủ thì giá nó rẻ. Còn đối với bà con ở đây mỗi buổi sáng đi chợ cũng vài trăm ngàn, lương công nhân là cũng cực lắm cả nhà. Khu này là khu nhiều công nhân ở, với chợ là chợ bình dân nữa, không phải là chợ quận nhất, quận 2, quận 3 đâu ngoại. Nên giá nó cũng bình dân. Đó, đây là đường An Dương Dương nè. Chạy lại là quán Tây Thi, mà giờ Tây Thi đóng cửa đây, Tây Thi nè. Đổi đủ Tây Thi đóng cửa đi chơi rồi. Đi chơi Nha Trang tới thứ 7 mới về lận. Cũng hên nhà gần chạy ra chợ vô, bà đóng cửa, bà đi chơi. Cái nhà xa mà bà con ở đâu xa lại ủng hộ chỉ mà đây thấy đóng cửa rồi xong rồi phải đi về. Ok, đây là chỗ bán dừa sim 10.000 một trái, vô ly đá đường 12 nha cả nhà, ngay góc đường An Dương Vương hả? Đá đường 15 mà trái dừa anh chặt ra là nhiều đã lâu rồi, 12 hả? Vô ly 12. Đây, phân biệt cho cả nhà biết là cái này là dừa sim. Còn dừa ngoài là dừa sim luôn hay dừa gì anh? Đây là ngoài, đây là dừa bự chút, là dừa ta, dừa dứa. Nếu ai thích uống dừa sim thì cái trái nhỏ hơn. Đó. Chuối bao là chuối này là bán nhiêu một nải em, ký thêm hồi nãy anh ký thêm trái này cho nó đầy 2 ly luôn nè. Ký 15.000 một ký chuối. Góc này có chỗ hình như lúc trước có bà con quay buổi chiều tối bán cái gì ta, da gà chiên giòn ở ngay góc đó, hướng đi vô cầu Mỹ Thuận. Cái mỏng vậy nó có non, nó có chua quá anh ta.
Ừ, quá trời cho bán nước dừa với sầu riêng luôn cả nhà thấy không? Đi thẳng này nè. Thẳng à? Quẹo, quẹo cũng được. Tiếp tục. Đi vòng vòng. Đi trả về Việt Nam trả giá tới à. Này mình về mình chơi như Việt Nam mà mình kiếm giá thử trả giá trả nhích nhích thôi. Nhiều khi mà mỗi lần trả giá cho vui vậy mình kia không được trả giá. Sầu riêng bao ăn đi 60-70. Thấy hôm qua giờ bò tám giá 60 nãy lên nè hả? 60 là hàng nhỏ, vậy là mai mốt nó đổi đi bán sầu riêng nè. Ghê chưa? Ồ vàng kìa đó. Trời ơi, bữa lửa. Hôm nay mình lửa thôi, làm màu trắng thôi mà. Không, tùy. Anh phải. À. Anh chạy đi ngang ngoài, lo gì. Có chứ, lại đây. À. Đó, quảng cáo luôn. 69 đường số 5, quận 6. Hai bên kia là Thế Giới Di Động với nhà thờ bia truyền thống quận 6 cả nhà. Quá trời chợ luôn. Bên đó có cái chị mỗi buổi tối chị hay bán cho sữa đậu nành. Trời mới nghe khen con xong giờ chuyển qua khen nó buồn ghê vậy. Giờ định bán sầu riêng kế bên mà nghe bên khen bên kia ngon hơn buồn quá. Kế bài gì? Ồ. Nguyên một cái con này kêu con gì quên mất tiêu tên đó rồi. Trời ơi, sợ chạy bà nó rồi. Sau khi đi mua sầu riêng về là hai đứa bị nhốt ngoài sân. Trời ơi, nhà Việt Nam sợ mất trộm đi. Có con chút mà phá cửa, mai mở cửa cho vô. Đứng phơi nắng đi anh. Anh. Đây là anh Nam ơi. Anh, đứng phơi nắng cho đen bớt. Càng đen càng tốt. Mát không, mát không? Trời ơi, sầu riêng người ta nói đắng, cứ sầu riêng mà ăn mà vô nói thủm không à. Thủm mà đắng á. Nó đắng, đắng như thủm đó. Nó giống nhau, thủm là chỉ dành cho hột vịt thối thôi à, hột vịt ung. Còn sầu riêng là nhẫn hoặc đắng. Trời ơi, diễn tả mà review sầu riêng mà nói sầu riêng thủm là thấy hết cái măng rồi. Sầu riêng này là sầu riêng ri sáo, cơm vàng, 70 ngàn. Mời cả nhà ăn nha. Chồng em mà diễn tả sầu riêng mà nói chữ thẩm cái là không ai muốn ăn sầu riêng chỗ đó bán luôn. Nhẫn. Giờ nhớ rồi đó. À, ăn sầu riêng mà không nói mụn hay ghê, anh có bí quyết gì không anh? Có thuốc chữa mụn trên lầu. Thuốc trị mụn trên lầu à? Chứ không có bí quyết gì ngoài thuốc trị mụn thôi phải không? Ôi mưa rào dưới mái tôn. À, nhưng tháng 2 tháng trước bà con nói Sài Gòn rất là nóng, không có mưa. Nên hôm nay em quay lại cảnh mưa Sài Gòn cho bà con ở nước ngoài coi nha. Mùa này mình về Sài Gòn chỉ có 2 mùa mưa nắng thôi mà chắc vô mùa mưa rồi. Đó. Mưa mà dưới mái tôn kêu quá trời kêu luôn. Nhà em là cái nguyên cái sân trước nhà toàn là cây không, không còn chỗ đậu xe luôn. Ông trời ông mưa cho đã tới 4-5 giờ ông tạnh nha ông. Về có mấy tuần à. Ông tạnh cho cú tối đến còn dạo Sài Gòn kiếm mấy món ăn vặt ăn chơi bình dân kìa. Nữa. Như mưa kiểu này hoài chú mưa trong nhà. Đây
đây là một quán phở, quán hủ tiếu người Hoa, em không biết tên, nhưng mà ngay cái chỗ bán sữa đậu nành ở trên đường 58 Hậu Giang là cả nhà. Xung quanh đường Hậu Giang mà đi ra hướng chợ lớn là quá trời quán ăn luôn. Và chỗ này cũng mấy chục năm rồi giờ. Hôm nay ghé lại ăn tiếp. Quán hủ tiếu có thêm cái bánh chiên đó nữa. Lát em quay cho cả nhà coi. Bây giờ 6 giờ chiều, thành phố lên đường, mình ra đường mình ăn tối. Bên đó là bán đậu nành, ở đó giờ luôn. Còn hủ tiếu ở đây á, thì sẽ có cái bánh đó là em biết rồi đó. Không biết giờ 6-7 năm rồi mới quay lại, không biết giờ giá sẽ là bao nhiêu. Cái gì hấp nước không bà ngoại? Một phở 50. Đây là hủ tiếu không biết tên, nhưng mà là bán rất là lâu năm nha cả nhà. Lúc nào về em cũng thấy á. Và có cái bánh chiên giòn ở phía trên luôn. Một phần 50 ở bên đối diện nhà thuốc Á Châu, đường Hậu Giang. Của người Hoa. Chồng em thì ăn bún gạo, ở đây có nhiều sự lựa chọn nha. Ở đây á, người ta cho rau xà lách son cả nhà. Thường mình ăn hủ tiếu miền Tây, hủ tiếu sườn, hủ tiếu đồ là chỉ cho giá với xà lách với cái gì đó không? Hẹ không? Duy nhất hủ tiếu ở đây sẽ cho xà lách son. Ăn mát luôn. Siêu thị Cóp Mát bạn của mọi nhà. Và bên đây có yến. Đây đã ba. Chứ giờ Cóp Mát nhỏ quá, nhiều siêu thị mở ra quá. Cái này giống như là truyền thống của Việt Nam mà. Cái này là dạng như là ăn no rồi mình đi vận động vậy đó. Con đâu thấy đâu, thấy nằm chung con đẩy đi luôn. Giờ nhiều gian hàng cạnh tranh quá nên Cốt Mát là cái siêu thị lâu đời nhất quá. Ồ, ở đây bán 500. Ở đây bán 500 bằng mình đó bển. Mình mua Amazon cũng cỡ 25 đô, 25-30 đô. Cái lọ của mình giống của mình đó. Nè, có bán tất cả các loại muối nè, 15.000 một hũ. Không ngờ sau 6 năm Sài Gòn mở quá trời siêu thị và mo nên đâm ra những cái Cóp Mát của bạn của mọi nhà hồi xưa đã vắng rất nhiều cả nhà. Số lượng người vô đây chắc là gần nhà nên họ tới đây. Khi em không thấy đông như hồi xưa nữa. Giờ bọn con tập trung vô mấy cái mall lớn, siêu thị lớn không. Cà phê đêm Bằng Lăng Tím, khu Bình Phú. Ăn cho dữ quên mang thuốc. Đang mở giờ ghé chồng em vô mua thuốc giảm mỡ, mỡ máu chứ. Bó tay cả nhà. Phải về Việt Nam có 6 tuần ăn uống à, mà cũng phải đi mua thuốc nữa. Buổi tối cả nhà ơi, mới 7:30 tối. Kẹt. Hai đứa vệ tinh, ba mẹ nó không đi đâu được, đi đâu nó cũng kẹt kẹt theo. Thế là đi ăn đi về, không biết đi đâu hết trơn, hết trọi hết trơn. Ok, bye bye cả nhà, hẹn cả nhà những video clip sau. Bye bye.